Avezac, giải bài tập full môn, soạn văn hay nhất, học livestream miễn phí, tương tác trực tiếp với giáo viên hàng đầu. Vào thư viện app, tải ngay Avezac. Xin chào tất cả các con, cô rất là vui khi lại được gặp chúng mình trong bài học ngày hôm nay. Ở bài học ngày hôm trước thì cô và chúng mình đã được tìm hiểu về cách rút gọn phân số, đúng không nào? Thế thì trong bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu về quy đồng mẫu số các phân số. Nào, quy đồng mẫu số ở đây là gì? Thì chúng ta sẽ cùng nhau bước vào phần ví dụ đầu tiên của cô. Phần A này, cho hai phân số 1/3 và 2/5, hãy tìm hai phân số có cùng mẫu số, trong đó một phân số bằng 1/3 và một phân số bằng 2/5. Tức là chúng ta sẽ phải sử dụng tính chất cơ bản của phân số để chúng ta tìm cho cô hai phân số mới bằng hai phân số mà đề bài đã cho, với điều kiện là phải có cùng mẫu số. Ở đây thì phân số đầu tiên là phân số 1/3 có mẫu số là 3. Phân số thứ 2, 2/5 có mẫu số là 5. Vậy theo các con thì cô phải thực hiện như thế nào để cô đưa hai mẫu số 3 và 5 về hai cái phân số mới có cùng một mẫu số nào? Tức là gì? Cái mẫu số mà ở hai phân số mới, tức là mẫu số đấy phải cùng chia hết cho 3 và cho 5. Đúng không nào? Thì chúng ta mới sử dụng tính chất cơ bản của phân số để chúng ta thực hiện được. Đúng chưa? Thế ở đây thì 1/3 và 2/5 là hai phân số đã tối giản rồi. Cho nên cô sẽ sử dụng tính chất đấy là cô nhân cả tử số và mẫu số của hai phân số này với cùng một số tự nhiên khác không, để cô được một cái phân số mới sao cho gì nhỉ? Bằng với phân số đã cho và phải thỏa mãn điều kiện đặc biệt, đó là hai phân số mới có cùng mẫu số. Nào, thế thì đối với phân số 1/3, cô sẽ thực hiện nhân cả tử số và mẫu số với 5 để làm gì? Khi mà cô nhân với 5 thì cô được phân số mới là 5/15. Phân số này bằng với phân số 1/3. Thế còn phân số 2/5, cô sẽ thực hiện nhân cả tử số và mẫu số với 3. Đó, thế thì ở đây cô sẽ được 6/15 là phân số mới bằng phân số 2/5. Vậy ở đây quan sát cho cô hai cái phân số mới này, 5/15 và 6/15, thì cô thấy chúng đã có cùng mẫu số là 15, đúng không nào? Và bằng với hai phân số mà đề bài đã cho. Đấy, thế thì ở đây cô đã sử dụng tính chất cơ bản của phân số mà chúng ta được học ngày hôm trước để cô thực hiện đúng yêu cầu mà đề bài đã cho, đúng không nào? Thế bây giờ cô sẽ có một cái nhận xét, đấy là gì? Hai phân số mới mà chúng ta vừa tìm được, 5/15 và 6/15, có cùng mẫu số là 15, đúng không nào? Và khi mà cô thực hiện các bước giống như vừa rồi thì cô sẽ rút ra được là gì? Hai phân số này, 5/15 bằng phân số 1/3, 6/15 bằng phân số 2/5. Và ở đây cô nói rằng hai phân số ban đầu mà đề bài đã cho, 1/3 và 2/5, đã được quy đồng mẫu số thành hai phân số 5/15 và 6/15. Đó, cái bước mà chúng ta vừa thực hiện người ta gọi là quy đồng mẫu số hai phân số. Tức là đưa hai phân số ban đầu trở thành hai phân số mới có cùng mẫu số. Được chưa nào? Đấy, và 15 ở đây là mẫu số đều chia hết cho 3 và 5. Tức là gì? 15 sẽ được gọi là mẫu số chung của hai phân số. Được chưa nào? Mẫu số chung của hai phân số. Vậy mẫu số chung này sẽ chia hết cho hai cái mẫu số nằm trong hai phân số ban đầu, đó là 3 và 5. Nào, thế bây giờ thì làm thế nào để chúng ta có thể quy đồng mẫu số được phân số, thì chúng ta sẽ cùng nhau bước sang phần B. Khi mà chúng ta quy đồng mẫu số hai phân số ở ví dụ A ấy, 1/3 và 2/5, thì có phải là cô đã thực hiện gì nhỉ? Đối với phân số 1/3 thì cô nhân cả tử số và mẫu số với 5. Có đúng không nào? Với 5. Mà 5 ở đây thì chính là mẫu số của phân số còn lại.
Tức là cô đã lấy tử số và mẫu số của phân số 1 phần 3 cô nhân với mẫu số của phân số 2 phần 5. Đúng không nào? Ngược lại, khi mà cô thực hiện nhân cả tử số và mẫu số của phân số 2 phần 5 với 3 thì có phải là cô đang lấy gì nhỉ? À, tử số và mẫu số của phân số này cô nhân với mẫu số của phân số 1 phần 3. Đúng không nào? Vậy ở đây cô sẽ rút ra được quy tắc các bước mà chúng ta thực hiện quy đồng mẫu số của hai phân số thì chúng ta sẽ làm qua như sau này. Bước đầu tiên, chúng ta lấy tử số và mẫu số của phân số thứ nhất, cô nhân với mẫu số của phân số thứ hai. Tiếp theo, cô lấy tử số và mẫu số của phân số thứ hai, cô nhân với mẫu số của phân số thứ nhất. Đây chính là các bước để chúng ta thực hiện quy đồng mẫu số hai phân số. Đó, vậy thì các con đã hiểu như thế nào là quy đồng mẫu số chưa nào? Tức là chúng ta đưa hai phân số đã cho trở thành hai phân số có cùng mẫu số và bằng với phân số ban đầu. Đấy, và cách quy đồng thì chính là như cô vừa nói, đó là lấy tử số và mẫu số của phân số này nhân với mẫu số của phân số kia và ngược lại. Đó, thế là chúng ta đã hoàn thành xong được cách quy đồng mẫu số hai phân số. Bây giờ thì cô và các con sẽ cùng nhau vận dụng các cái quy tắc này để chúng ta thực hiện ngay bài tập đầu tiên, bài tập số 1. Quy đồng mẫu số các phân số sau. Câu A này, cô có hai phân số 5 phần 6 và 1 phần 4. Vậy bây giờ để thực hiện quy đồng được hai phân số này thì chúng ta sẽ phải làm qua các bước như sau. Nào, câu A, ta có này, phân số 5 phần 6. Theo đúng gì nhỉ? Theo đúng thứ tự các bước thì cô sẽ phải lấy tử số và mẫu số của phân số này, cô nhân với mẫu số của phân số kia. Mẫu số kia thì chính là 4. Vậy khi cô thực hiện quy đồng là 5 phần 6 bằng, cô sẽ nhân cả tử số và mẫu số này với mẫu số của phân số kia, tức là 4. Năm nhân bốn thì ra kết quả bằng 20. Sáu nhân bốn bằng 24. Được chưa nào? Thế còn phân số 1/4 thì cô thực hiện quy đồng mẫu số, cô sẽ phải lấy tử số và mẫu số của phân số này, cô nhân với mẫu số của phân số còn lại, tức là 6. 1 × 6, 1 x 6 bằng 6, 4 x 6 là 24. Đó, thế là cô đã hoàn thành xong quy đồng mẫu số hai phân số. Cô đã đưa hai phân số này về hai phân số có cùng mẫu số chung là 24. Các con đã hiểu chưa nào? Thực hiện tương tự đối với câu B. Ba phần năm. Để thực hiện quy đồng được phân số này, cô sẽ phải nhân cả tử số và mẫu số với mẫu số của phân số còn lại, đó là 7. 3 nhân 7 trên 5. 3 nhân 7 bằng 21, 5 nhân 7 bằng 35. Phân số tiếp theo là 3/7. Ngược lại, cô sẽ phải nhân cả tử số và mẫu số này với mẫu số của phân số còn lại, đó là 5. 3 x 5 bằng 15, 7 x 5 bằng 35. Vậy là cô đã hoàn thành xong quy đồng mẫu số hai phân số đã cho, và cô đã đưa hai phân số đó trở thành hai phân số 21/35 và 15/35. Câu C.
ta có 9 phần 8 và 8 phần 9. Thế thì phân số 9 phần 8 cô sẽ thực hiện nhân cả tử số và mẫu số với mẫu số của phân số còn lại, đó là 9, đúng không nào? 9 nhân 9 trên 8 nhân 9. 9 nhân 9 là 81. 8 nhân 9 là 72. 81 phần 72. Tương tự đối với phân số còn lại 8 phần 9. Chúng ta sẽ nhân này. Tử số nhân với mẫu số của phân số kia đó là 8, đúng không nào? 8 nhân 8 trên 9 nhân 8. Đó, nhân cả tử số và mẫu số với 8. 8 nhân 8 là 64. 9 nhân 8 là 72. Vậy thì sau khi cô thực hiện quy đồng, cô đã đưa hai phân số 9 phần 8 và 8 phần 9 trở thành hai phân số mới, đó là 81 phần 72 và 64 phần 72, có mẫu số chung là 72. Các con đã hiểu chưa nào? Thế thì đây chính là cách mà chúng ta thực hiện quy đồng mẫu số hai phân số. Bây giờ thì các con hãy trình bày bài tập số 1 này vào trong vở, sau đó thì cô và chúng mình sẽ cùng nhau đi thực hiện bài tập tiếp theo nhé. Và sau đây là bài tập số 2 của chúng ta. Bài tập 2 cũng là một bài toán quy đồng mẫu số các phân số. Và đề bài thì cô cũng có 3 phần ABC giống như bài tập 1. Vậy bây giờ thì chúng ta sẽ cùng cô luyện tập và sử dụng theo đúng các bước quy đồng mẫu số hai phân số để chúng ta thực hiện nhé. Nào, đối với phần A, ta có này. Phân số đầu tiên là phân số 7 phần 5. Để thực hiện quy đồng được phân số này, cô sẽ phải lấy cả tử số và mẫu số nhân với mẫu số của phân số còn lại, đó là 11. 7 nhân 11 trên 5 nhân 11. 7 nhân 11 là 77. 5 nhân 11 là 55. Vậy phân số sau khi quy đồng đó là 77 phần 55. Phân số thứ hai, 8 phần 11. Cô sẽ thực hiện nhân cả tử số và mẫu số của phân số này với mẫu số của phân số còn lại, tức là 5. 8 x 5 là 40. 11 x 5 là 55. Vậy thì sau khi mà cô quy đồng thì cô đã đưa hai phân số 7 phần 5 và 8 phần 11 về hai phân số mới, đó là 77 phần 55 và 40 phần 55. Mẫu số chung ở đây đó chính là 55. Được chưa nào? Tương tự đối với phần B, ta có này. Phân số 5 phần 12. Thực hiện quy đồng thì chúng ta sẽ lấy tử số và mẫu số của phân số này nhân với mấy nào? Nhân với mẫu số của phân số còn lại. 5 nhân 8 trên 12 nhân 8. 5 x 8 là 40. 12 x 8 thì chúng ta nhẩm nhanh ra kết quả là 96. Đó, xong một phân số này. Quy đồng phân số thứ 2, 3 phần 8. Chúng ta sẽ lấy cả tử số và mẫu số của phân số này, chúng ta nhân với mẫu số của phân số còn lại, tức là 12. 3 x 12 ra kết quả là 36. 8 x 12 ra kết quả là 96. Vậy là sau khi quy đồng, cô đã đưa hai phân số ban đầu trở thành hai phân số 40 phần 96 và 36 phần 96. Mẫu số chung ở đây chính là 96. Nào, bây giờ đến câu cuối cùng, câu C.
có này. Phân số đầu tiên là 17 phần 10. Để thực hiện quy đồng phân số này thì chúng ta sẽ nhân cả tử số và mẫu số với mẫu số của phân số còn lại, tức là 7. 17 nhân với 7 trên 10 nhân với 7. Nào, 17 nhân với 7 thì chúng ta nhẩm nhanh này. 7 nhân 7 là 49, chúng ta viết 9 nhân 4. 7 nhân 1 là 7 thêm 4 thì tức là 11. 119. 10 nhân 7 là 70. Vậy sau khi quy đồng chúng ta được phân số 119 phần 70. Phân số còn lại là 9 phần 7. Ở đây chúng ta sẽ nhân cả tử số và mẫu số với mẫu số của phân số còn lại, đó chính là 10. 9 nhân 10 trên 7 nhân 10. 9 nhân 10 là bằng 90, 7 nhân 10 là bằng 70. Vậy là kết thúc quy đồng thì chúng ta đã đưa hai phân số ban đầu trở thành hai phân số 119 phần 70 và 90 phần 70. Mẫu số chung ở đây chính là 70, được chưa nào? Thế là cô và các con đã hoàn thành xong được bài tập số 2. Vậy qua hai cái bài tập vừa rồi thì chúng ta đã được thực hành quy đồng mẫu số hai phân số, đúng không nào? Cách thực hiện thì giống như cô đã hướng dẫn ở từng phần rồi, và cách trình bày thì chúng ta cũng sẽ trình bày như thế này. Về nhà các con sẽ học lại và ôn cho cô gì nhỉ? Các bước thực hiện quy đồng mẫu số các phân số, và ghi nhớ cho cô là khi chúng ta thực hiện thì tránh nhầm lẫn nhân mẫu số của các cái phân số này bị nhầm lẫn giữa nhau. Được chưa nào? Rồi, thế thì về nhà các con có thể thực hiện thêm một số các bài tập khác nữa để chúng ta có thể nắm chắc hơn về các bước quy đồng mẫu số nhé. Hẹn gặp lại tất cả chúng mình trong những bài học lần sau. Xin chào. Khóa học Việt Jack, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Jack.